miền Trung. Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình VBS Canada, thưa quý vị, nói đến Huế thì không thể thiếu dòng sông Hương. Dòng sông này đã chảy ngang thành phố Huế trước khi đổ ra biển Đông ở cửa Thuận An. Sông Hương vào mùa hè trông rất êm đềm và phẳng lặng, nhưng mỗi khi mùa mưa đến, nó cuồn cuộn và gào thét như một làn sóng dữ. Theo dòng sông này về thượng nguồn, tức phía Tây, chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp sông Hương, núi Ngự của đất Thần Kinh. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo. Khi vừa qua cầu Bạch Hổ và làng Kim Long, chúng ta sẽ gặp chùa Linh Mộ, một ngôi chùa không những nổi tiếng ở Huế mà còn được hầu hết người Việt biết đến. Khiến đau thương thắm tràn ngập Thuận An để lan biển khơi. Ơi hồ, ơi hồ. Dọc theo dòng sông là làng Văn Thánh, với những ngôi nhà ẩn hiện đằng sau những khu vườn xanh thẳm hay những rẫy màu mỡ bên bờ sông do phù sa của sông Hương bồi đắp sau những cơn lũ hàng năm. Chiều đầu sông, sông sao đón người trường chinh, ngập ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Hò hơi, ai lướt qua lướt thôn vắng, nghe sao như mùa mưa nặng, cùng em xót dần lều tranh chiếu manh. Hò hơi, bao giờ máu dâng hết tuôn tràn, quê miền Trung thời kiếp điêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui tan đau binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường chinh, ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Ngày vui tan đau binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường chinh, ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Những cuộn khói lam chiều từ thôn xóm tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của một buổi chiều tà. Có lẽ vì vậy mà Hàng Mặc Tử đã nổi tiếng với bài thơ sau đây: Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, như có tình ai có mặn mà. Hò ơi, hò ơi, hò. Những bến nước của thôn xóm dọc theo bờ sông là nơi giặt quần áo, tắm rửa mà người dân sinh sống tại đây đã sử dụng, cho chúng ta chợt nhớ đến bài văn và những kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu, mặc dù đã xa, xa lắm rồi. Sáng ngang tim tôi tê tái,
vẫn lâu vẫn ngóng đợi người cố hương. Ngày đi bao nỗi vấn vương mà nay ai để sầu thương riêng sông Hương. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình, cũng là nơi để cho chúng ta cát để xây nhà. Những chiếc thuyền neo cạnh bờ sông đang hút cát từ lòng sông với phương tiện tối tân của cơ giới, mà trước đây phải dùng người lặn xuống đáy sông mới lấy được cát. Sông Hương, chúng ta sẽ gặp những chiếc đò dùng làm những căn nhà để sinh sống. Mà trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày là đã được di dời khỏi sông Đông Ba. Một nơi cũng khá nổi tiếng với người dân xứ Huế là Điện Hòn Chén, nằm bên bờ bắc của sông Hương thuộc xã Ngọc Hồ, quận Hương Trà, đối diện với chợ Tuần của quận Nam Hòa. Theo dân gian truyền tục, Điện Hòn Chén ngày xưa có tên là Hoàng Chén, với ý nghĩa trả lại chén ngọc, vì vua Minh Mạng trong một lần lên đây đã làm rơi một chén ngọc xuống dòng sông Hương, tưởng không cách gì lấy được. Bỗng nhiên, có một con rùa to bằng tấm chiếu nổi lên, miệng ngậm chén ngọc trả lại cho vua.
điện hòn chá ngày xưa, người Chàm thờ nữ thần Ponagar. Sau đó, người Việt theo đạo Thiên Tiên Thánh Giáo tiếp tục thờ bà dưới danh xưng Thánh Mẫu Thiana. Từ năm 1954, Liễu Hạnh Công Chúa, tức Vân Hương Thánh Mẫu, cũng được đưa vào để thờ tại đây. Người dễ tương lai đi nắng về xuống, dập diệu trong tay chan chứa tình thương, giờ im bóng xa xa nấn che dập đường, áo trắng về trắng cầu quê hương mỗi lần thành phố Huế, ban đêm cũng khá nhộn nhịp, nhất là khu vực giữa cầu Trường Tiền và Đập Đá. Khu vực này nằm ở phía nam sông Hương và trước 1975 có rất nhiều nhà vườn với kiến trúc cổ xưa và cây cảnh. Giờ này thương gia sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bùng lên, để rồi đặt nghỉ sớm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi em tôi, Sài Gòn không buổi tối. Giờ này có thể trời đang nắng, em rời thư viện đi dòng chơi, hàng cây viền vòm trời len trôi. Nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối, căn phòng nhỏ cao ốc vô danh, rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Ngày nay, khu vực này là khu buôn bán chính, nhờ những cửa hiệu bán đồ lưu niệm cho du khách Tây Phương nên được gọi là phố Tây. Vì du khách Tây Phương từ các khách sạn lớn như khách sạn Sông Hương, khách sạn Century hay được gọi là Thế Kỷ thường ra đây vui chơi tận hưởng đến khuya, và việc này cũng đã làm thay đổi cách sống của người dân cố đô Huế. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn.
nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Cố đô Huế không những thu hút khách du lịch Tây Phương mà còn thu hút cả khách du lịch tại Đông Nam Á. Do đó, bến xe Nguyễn Hoàng của Huế là nơi đến và đi của những chuyến xe bus từ Lào đến. Giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng cây sướt mướt, nhìn bong bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội. Giờ này em vào quán nước quen, nơi chúng ta thường hẹn giờ bập bềnh buông tâm trí. Bến Thương Bạc đối diện với cửa Thượng Tứ, ngày xưa là nơi thuyền rồng của vua cập bến. Trước năm 1975, bến đò này rất cao, có hàng chục tầng cấp, nay chỉ còn vỏn vẹn không đến 10 tầng. Cồn đất do lũ lụt bồi vào đã che lấp hết bến Thương Bạc nổi tiếng của một thời. Đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Chiều trên phố Tam Giang, anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi, em ơi. Cũng là một nét văn hóa đặc biệt của cố đô. Đa số, mỗi nhà đều có một cái am nhỏ trước sân. Và ngay cả ngoài đường, chúng ta cũng thấy được những chiếc am nhỏ này được xây dựng trên thân cây. Mà mưa sao vẫn rơi rơi ngoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay thank you.
Cuộc sống của người dân Huế rất trầm lặng, nhưng ngày nay mỗi buổi sáng có rất nhiều người dậy sớm để đi bộ tập thể dục đông như ngày hội. Khu vực chung quanh kinh thành là nơi nhiều người ưa thích đi dạo trong buổi sáng tinh sương. Phần cuối của Cố Đô Huế tuần tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh của kinh thành. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Buồn tim vầng trời.